Do một lúc nóng giận, chồng ra tay sát hại vợ rồi đưa đi cấp cứu nhưng đã muộn. Hôm nay, ngày 7 tháng 6 năm 2024, Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đặng Quang Sơn với tội danh giết người. Vào khoảng 21 giờ ngày 11 tháng 1 năm 2024, tại phòng 6A06 CT2, chung cư Lạc Hồng Phúc thuộc tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, do mâu thuẫn nhỏ giữa hai vợ chồng, Đặng Quang Sơn sinh năm 1986 và Lê Thị Mai là vợ Sơn sinh năm 1987, Sơn đã dùng thanh kiếm bằng kim loại dài gần 1 mét đâm một nhát vào ngực bên phải chị Mai. Hậu quả, chị Mai được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, sau đó chuyển lên Bệnh viện Việt Đức cấp cứu và tử vong ngày hôm sau, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Được biết, vợ chồng Sơn sinh được 3 người con. Con lớn nhất 12 tuổi, con nhỏ nhất 2 tuổi. Hiện hai con lớn ở với bà nội, con nhỏ ở với bà ngoại. Đại diện gia đình bị hại có làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Sơn. Tòa tuyên phạt bị cáo Sơn 15 năm tù. Bị cáo Sơn là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Chỉ vì tức giận với việc vợ đi gội đầu ở ngoài hàng, con nhỏ quấy khóc đòi mẹ, bị cáo đã dùng hung khí nguy hiểm có tính sát thương cao đâm vào người vợ. Hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm tính mạng, quyền sống của người khác được pháp luật bảo vệ, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương. Trong một phút nóng giận, một gia đình tan nát, bố đâm mẹ chết, ba đứa trẻ mồ côi, mất mẹ, bố đi tù.